Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện. Và tôi cũng mong rằng đây là một câu chuyện hay, đầy cảm xúc, ý nghĩa để cô chú anh chị lắng nghe, chia sẻ. Và trước khi vào câu chuyện, tôi không quên gửi một lời chúc tới cô chú anh chị trong và ngoài nước luôn luôn bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và sau đây, tôi kính mời quý vị các bạn hãy cùng lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Thấy bố mặc chiếc áo mưa rách tả tơi, cầm hộp cơm đến tận chỗ làm cho mình, Lê tức giận giật lấy hộp cơm trên tay bố ném đi và đuổi bố về, để rồi ngay sau đó phải khóc thét lên khi quay người lại. Vợ mất từ hồi con gái mới lên 5 tuổi, ông Tiến thay vợ, ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Vợ mất sớm ông buồn lắm, nhiều lúc ôm con mà ông cứ khóc rồi nhớ thương bà đến mức muốn chết đi để được gặp vợ. Nhưng chính Lê, đứa con gái duy nhất của vợ chồng ông đã kéo ông ở lại. Gác lại những đau buồn mất mát, ông hùng hục đi kiếm tiền nuôi con. Nhưng đâu ngờ sự đời trớ trêu với người đàn ông bất hạnh. Năm Lê lên 10 thì ông bị cảm và nhập viện cấp cứu, may không sao. Nhưng do biến chứng của lần cảm ấy, thi thoảng ông Tiến lại lên cơn động kinh co giật rất là đáng sợ. Từ lần đó không ai dám thuê ông Tiến đi làm việc nặng nữa, vì họ sợ nhỡ mai ông có làm sao trong lúc làm thì chết dở. Không ai thuê. Bố con ông Tiến lâm vào cảnh thiếu thốn, chẳng biết làm nghề gì nuôi đứa con gái tội nghiệp. Ông Tiến đành khoác túi đi nhặt ve chai khắp nơi, lấy tiền nuôi con ăn học và sống qua ngày. Năm tháng cứ thế qua đi, giờ con gái ông đã 23 tuổi và đang làm kế toán cho một công ty ở trên thành phố với mức lương 5 triệu đồng mỗi tháng. Thấy con gái có công ăn việc làm ổn định, ông Tiến mừng rơi cả nước mắt. Nhưng cũng từ ngày Lê đi làm, cô lại tỏ thái độ hỗn láo, khinh thường người bố khắc khổ của mình. Nhiều lần Lê cấm bố đi đến gần mình, ở chỗ đông người và phải giả vờ như người xa lạ, vì ông Tiến vừa già vừa xấu lại bẩn thỉu như thằng hành khất ấy. Buồn vì cách cư xử của con gái mình, ông Tiến chỉ biết quay mặt đi che những giọt nước mắt đang rơi trên má rồi khẽ gật đầu đồng ý để con vui. Dạo này mùa mưa nên trời cứ đổ nước suốt, nhưng chẳng hôm nào ông Tiến làm biếng không đi làm hết. Mặc cho trời mưa gió, ông vẫn khoác túi trong ruồi trên các những con đường để đi tìm nhặt ve chai kiếm cơm. Người dân ở đây thương ông Tiến lắm, hễ họ có đồ thừa gì hay chai lọ là dúi cho ông mà không cần tiền bạc gì hết, bởi họ thương người đàn ông nghèo khổ bất hạnh ấy hơn 50 tuổi đầu vẫn cực như thế này. Sáng nay đi làm từ sớm, ông Tiến đã nấu cơm nước cẩn thận sắp vào hộp cơm để bàn cho Lê mang đi làm trưa ăn. Nhưng hơn 11 giờ về nhà, thấy hộp cơm vẫn còn nguyên, ông nghĩ chắc Lê đi làm muộn vội lại quên rồi. Nhìn ra ngoài trời mưa như trút nước cả tiếng đồng hồ rồi chưa tạnh. Gần 12 giờ đến nơi, Lê sắp nghỉ trưa rồi. Nhưng mưa lớn thế này, con bé sao ra ngoài mua cơm được. Thương con đói, hay phải dầm mưa ra ngoài mua cơm, ông Tiến lại khoác vội chiếc áo mưa 5.000 rách tả tơi, cầm cơm đạp xe vội mang cho con gái kẻo muộn. Đến nơi mới có 12 giờ 5 phút, ông Tiến liền khoác nguyên bộ áo mưa rách tả tơi vào nhờ cháu lễ tân gọi con gái xuống. Lê xuống sảnh, thấy bố đang ngồi co ro ôm hộp cơm bị mưa hắt hết cả vào mặt. Lê tự nhiên nổi cáu chạy tới chỗ bố. Thấy con gái ra,
Ông Tiến vui mừng, tay run rẩy đưa hộp cơm cho con gái khẽ bảo: "Con cầm lấy mà ăn. Trời mưa này đừng ra ngoài kẻo nước mưa dính vào người ốm lấy con ạ. À, con ăn xong nhớ ngủ tí cho khỏe nhé. Tối về bố nấu món canh cua con thích nhé." "Ông cút đi, biến ngay khỏi chỗ làm việc của tôi. Tôi đã dặn ông như thế nào, đừng bao giờ gặp tôi ở chỗ đông người và gọi tôi là con. Ông điếc à?" Lê quát vào mặt bố rồi bực tức giật lấy hộp cơm trên tay ông Tiến ném thẳng xuống vũng nước bẩn ngoài đường. "Bố, bố xin lỗi. Vậy con cầm tạm 30 ngàn này đi mua cơm ăn kẻo đói nhé. Đừng bỏ bữa nghe con." Ông Tiến dúi 30 ngàn tiền lẻ ướt nhèm mới bán ve chai hồi sáng vào tay con gái, rồi gạt nước mắt tủi thân quay lưng bỏ về. Thở dài xấu hổ vì người bố bẩn thỉu làm nghề mạt hạ đến tận đây làm xấu mặt mình, Lê quay vào trong lên văn phòng thì bước được 3 bước, tiếng la hét rồi sầm một cái, vội quay lại sau vụ tai nạn xe máy vừa diễn ra xong. Lê không dám tin vào mắt mình, người bị đâm và nằm sóng xoài trên vũng máu dưới trời mưa như trút nước kia là bố mình. Chạy vội ra ôm lấy người bố xấu số. Lê gào khóc thảm thiết nhưng ông không tỉnh lại. Nhờ mọi người đưa bố đi bệnh viện, nhưng trên đường đi cấp cứu, ông đã chết vì mất máu quá nhiều. Ôm lấy bố, Lê khóc òa lên vì hối hận, vì người thân duy nhất của mình đã ra đi. Giờ ngồi trong căn nhà cấp 4 nhìn lên di ảnh của người bố đáng thương, Lê cứ khóc và oán trách mình, vì sĩ diện đã hồn láo và đẩy bố vào tình cảnh này. Nếu như hôm đó cô vui vẻ đón nhận hộp cơm bố mang đến thì có lẽ ông Tiến không phải ra đi trong đau đớn và tủi hờn đến như thế này. Bố mẹ là người quan trọng nhất với chúng ta. Thế nên tất cả mọi người hãy trân quý đức sinh thành. Đừng bao giờ xấu hổ vì bố mẹ bạn làm nghề mạt hạ, thấp hèn, vì chính cái nghề đó đã nuôi ta khôn lớn đến ngày hôm nay. Và điều quan trọng hơn, đừng cư xử tàn nhẫn với bố mẹ như con gái trong câu chuyện trên. Cô ấy có một người bố tuyệt vời, nhưng lại không biết quý trọng để rồi mất đi người thân duy nhất. Ngồi khóc và hối hận thì đã làm được gì nữa? Hãy sống cho tròn chữ hiếu và đừng bao giờ để bố mẹ rơi nước mắt vì bạn. Vâng, thưa quý vị, các bạn, một câu chuyện đầy xót xa, cay đắng cho một người bố bệnh đau tần tảo, ở một mình gả trống nuôi con đến ngày con thành đạt, vì sĩ diện mà con gái lại khinh rẻ người bố thân yêu của mình. Tôi mong quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.